Các anh chị thân mến, với sự bùng nổ mạnh mẽ của thiết bị nghe nhìn, đôi lúc khiến người ta quên đi mất những âm thanh re re của những chiếc radio, một thiết bị giải trí, nghe tin tức tiện dụng và từng là món đồ chơi công nghệ thời thượng trong nhiều thập niên trước. Theo nhịp phát triển của cuộc sống, thói quen nghe radio dần trở thành hoài niệm nhưng vẫn giữ một vị trí nhất định trong lòng nhiều thế hệ thính giả. Và trong video ngày hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tổng hợp Anh Trang trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng dòng sản phẩm đài radio đang được rất nhiều người săn đón trong mùa dịch vì tính di động gọn nhẹ và có quá nhiều chức năng giải trí, cập nhật được các thông tin về thời sự, chính trị xã hội một cách nhanh chóng và chính xác. Vâng, sản phẩm tôi đang nói đến đó chính là chiếc đài radio Yoshiba 521URT sản xuất tại Indonesia. Chiếc đài radio này sở hữu thiết kế nhỏ gọn, đường nét gia công tỉ mỉ, tinh tế, rất phù hợp với những người trung và cao tuổi. Sản phẩm có 3 màu riêng biệt là vàng, đỏ và đen, rất phù hợp trong phòng làm việc, phòng ngủ hay phòng khách của gia đình bạn. Ưu điểm của Yoshiba 521URT còn được thể hiện ở các tính năng đa dạng, vừa đóng vai trò là đài FM, AM, SVK 3 băng tần, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ làm máy nghe nhạc MP3, giúp bạn có nhiều thông tin bổ ích, chính xác và nhanh chóng. Bên cạnh đó, đài radio Yoshiba 521URT cũng tư vấn cung cấp cho bạn rất nhiều những thông tin bổ ích về sức khỏe mỗi ngày trên các kênh sóng, đa dạng kênh sóng từ trung ương đến địa phương. Với bệnh nhân cơ xương khớp, đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi, một trong những yêu cầu của thầy thuốc là bệnh nhân phải vận động. Khi sử dụng Yoshiba 521UR, bạn có thể dễ dàng chơi nhạc qua khe cắm thẻ USB hoặc SD. Tôi tin chắc rằng hệ thống âm thanh đạt chuẩn của chiếc đài sẽ không khiến bạn phải thất vọng. Không kém cạnh các dòng sản phẩm khác, chiếc đài này cũng được nhà sản xuất tích hợp đèn pin tiện lợi cho việc sử dụng. Đặc biệt, Yoshiba 521URT được trang bị cả dây sạc và chỗ để thêm pin, tăng thời gian sử dụng, giúp người dùng yên tâm tận hưởng mà không lo hết pin gây tụt mút. Khi mua đài radio Yoshiba 521URT hoặc các sản phẩm khác tại cơ sở của đài radio đa năng, bạn sẽ được hưởng chính sách bảo hành uy tín, linh hoạt, một đổi một trong vòng 30 ngày, đồng thời được tặng một USB hoặc thẻ nhớ cóp sẵn nhạc theo yêu cầu, được kiểm tra và thử hàng trước khi nhận. Đài radio đa năng tự tin là đơn vị cung cấp các sản phẩm đài radio hàng đầu trên thị trường hiện nay. Hãy nhanh tay liên hệ đặt hàng, chúng tôi nhất định sẽ không làm bạn thất vọng. Đài radio đa năng, đã nghe là phải chất.